Anh ơi, uống rượu chấm chanh thì quay phim tí làm sao đâu này, quay hút thuốc nữa này. Nha. Đây là người miền núi mình uống rượu như thế là có gì đâu. Nào. Không có mùi gì. Nào, uống rượu chấm chanh nào. Làm chén đấy. Đánh chứa nhá. Uống rượu miền núi. Cho lên tivi giữ cho họ biết với, đúng không? Họ biết là à, trên này mình uống rượu như thế đấy, đúng không? Miền núi chỉ có rượu với chấm. Này. Nó vùng cao mình này. Không có cái này, người miền núi mình thì uống rượu à, chấm chanh thôi, đúng không? Chợ ở miền chanh này muối chợ ở miền núi chân thiết già thì uống rượu như thế thôi. Ừ. Dân nghèo như thế cho chính phủ mới biết. Dân ở đây nghèo. Bây giờ ăn uống rượu chấm chanh nhá. Đấy, rượu chấm chanh nhá. Đây. Chấm chanh nhá. Mời trưởng xóm nhá. Mời anh. Đấy. Chỉ có chanh nôi không có cái gì ăn rồi. Đấy. Quay về cho bố mẹ xem đấy. Đấy. Cái cuối tuần nó không về nó đi chợ trong ngày. Còn giao lưu với các chú, các anh, các trưởng xóm đây thoải mái em à. Đấy. Chấm chanh đây. Biết là ở đây vùng cao nhất. Đấy. Nó cũng biết là con mình cũng được đi chơi được á, thế này chứ. À, nó cũng đi giao lưu á. Thôi vào lại tắt đi. Mặc kệ để nó. Không tắt. Để mày hút thuốc xong mà hết cái điếu thuốc này thấy khói ra ra cái muối của mày. Có nhìn thấy anh, có nhìn thấy mày anh rồi mày. Thân mất. Nè quay cái này nè. Này này mày. Thế này là người già thì rót rượu. Trẻ thì ngồi không. Này. Này. Mà lêu. Ở cái ghế này thật gần. Dịch ra một tí. Mà mấy anh quý chứ. Rượu miền núi. Mấy nhá. Núi lắc. Lần sau chú ý là làm ăn nước chấm không làm ở đĩa nữa nhá. Còn nước nào nước chấm thì làm ở đây. Nó nhỏ. Uống hết đi. Không nghe. Đây, chúc khỏe anh nhé. Chung. Đây, có một tí nữa thôi đây. Có như nào, dùng một tí nữa lại nhờ anh Quý một tí nữa. Nhờ anh Tí một tí. Nhờ anh Tí một tí. Đấy, 8 cuộc rồi anh, trên kìa. Về hết rồi à? Về hết rồi. lên thay xăm xong là làm một tí. Làm ở đâu? Làm quán Hùng ấy. Quán Hùng á? Nhà Hùng ấy. Hảo Văn Ban Háng rồi đây hả? Rồi. Ừ, công mưa mưa. Quê cháu ăn bề chiều hay là năm ngày một phiên chợ rượu vodka là vodka chỗ cháu là ra một năm vodka một năm cách nhà cháu một cây quê cháu à bây giờ là ra một năm anh Tí đi cơm cái này chợ Cao Bình nhất cháu ở chợ Cao Bình nhất đi năm ngày một phiên hồi nhỏ cháu ở nhà thì cũng đi ra chợ chuyên nữa là, ôi thoải mái tiểu mai chín chăm lâu chưa đó, chín nói á, lấy chăm lâu đấy này lấy về chăm lâu đó mẹ này, chẳng qua để đây là, đặt đặt để đây được đấy, để ra đây đi, ăn thoải mái đấy tí nữa là nhìn con vài miếng lại nhường nhau, thịt thà chẳng nói còn quả quả chanh như này, không có gì đồ nhớ mẹ lên quả chanh mẹ đồ nhớ. Đúng ra là tìm mẹ lạc liếc nhưng mà không có. Riêng mạng này là chín lên rồi, chín lên lại nhất. Mạng này hả? Ừ. Ăn mít lục à? Em mít đá để chắc ăn chín lại. Ơ chú. Đây anh này. Ra chơi uống rượu á, gì đâu.
kiểm soát. Rượu thì chủ yếu ở đây thì ra lưu phải xem rượu đó ấy. Đây là rồi cái chế to quá. Mười quắc này mặt đó. Không không sữa to đâu, sữa bé. Mười quắc này không sữa to quá. Ấy ô, mười chén này là một nửa chai đấy, đơn giản không? Mặt đỏ. To nó xay nhanh. Đây đây, quay bên đây đó, thân yếm. Mưa ngoài đó, kiện còn. Nhi, do các chú trước nè. Mới mẹ đi ớt ăn mít khâu kìa. Cái ớt mít khâu. Ớt mít khâu đẹp là ớt mít khâu kìa. Cái ớt mít khâu kìa. Cái mít ớt là khâu kìa. Cái gì kìa? Bạn nhé. Cái gì kìa, cái gì kìa? Ôi lồi. Lấy ra mồi một bao đi gì nữa. Thuốc lá mẹ bỏ sức khỏe à? Nè, cái chú đấy hết rồi, anh này còn của người nào hút người đấy chứ. Cái này có mà. Đây là 10 em điếu. À kia có rồi, nó có 3 kia rồi. Có. À, rồi. Có rồi, có rồi. Nè, em ấy cướng ly nó. Khá lâu rồi nhỉ. Ngày nhá. Lâu không ra chợ. Một năm rồi em không ra chợ này đấy. Mà nó nào. Ừ, hơn năm đấy. Hơn năm rồi. Thật đấy em. Năm ngoái không về à? Không. Chưa hơn năm. Toàn tuần nào cũng về nhà, chỉ có tuần này thứ 7 về đây thôi. Cái này đúng trễ rồi chứ. Trên thuốc này. À, sức khỏe nhé. Mày thiếu thuốc đi. Đâu em xin. Ấy dồi. Đây quý mời thuốc còn gì bằng nữa mày. Dạ. Được chưa? Chị sao lên mở tông tăng với các khai. À cơ. Chén lại xà bó tông tăng. Chén lại xà bó tông tăng á. Chén nói lên. Nay là uống rượu ở chợ Bà Nón. Bảo có dịp đi quay mèn mén đồng Mà Mông nhưng mà chả thấy nó làm. Bây giờ nó lười làm rồi sao nhỉ? Bây giờ nó ít chi làm. Nó bảo làm khó quá hay là nó không phải đâu, hình như ăn gạo, có gạo ăn rồi thì không làm nữa. Em vừa uống rồi. Em ơi, em ơi anh Cướng ơi. Chú uống đi, chú uống đi, chú uống đi. Ông Ly ấy. Ông này làm mà, lúc nào cũng có mà. Ông Ly nó. Ông Dinh làm hơn à? Ông Dinh với ông Ly là hai ông này là làm vẫn làm mềm mén đó. Giờ tên ấy hết luôn bị hơi cái ô. Vâng, hết rồi đấy. Mềm mén của cú. Mềm mén mà. Lúc mà thằng Long Minh này. Hả? Chẳng lắm, chắc ra luôn à. Là mén kiểu cú. Mềm mén thì nó mình lấy phải lấy của địa phương trước, cái địa phương cây ngô của địa phương kia. Thì tất nhiên rồi. Tất nhiên về nó mới ăn ngon. Tất nhiên là ngô của nó rồi. Ngô bây giờ ngô tối, ngô của nhà nước kia nó không ăn ngon đâu. Không ngọt đâu mà. Thì cứ đi thái mẹ. Lấy dao ra đây thái, đừng vào đây, được đấy. Có con dao nhỏ không? Vang vướng. Lá bốc đây chị. Chua. Bể bên đấy sống tàm rồi. Thế rồi. Này hút đi. Hút đi. Anh hút chưa? Cười. Em đang đau cổ nên không dùng rồi. Đang đọc của mua đi ăn cay được 3 ngày. Cay xuống được 3 ngày hả? Lắm. Mấy hôm nay nghe là nó bỏ
Thế đi, anh nên cai thuốc rồi. Năm ngoái thì nó bỏ rồi, bỏ một tháng. Đã bị bệnh hay là năm năm? Chơi nhảy rồi. Hay lên. Đi thái nhé. Chứ, cho con cháu. Đặt dám sâu được không? Học quý về đâu với mày à? Đặt quay ở dưới. Đấy này. Đang rửa rau rồi. Anh quý đi rửa rau à? Mình gậy lên nhanh hơn. Vùng núi thì có gì nhóm rượu thì lấy cái này nhóm. Hơn một tuần rồi. Bật rớ bóng tỏ sát lại. Biết đâu. Xong chưa? Phải bằng này không? Phải chạy đi. Phải bằng này được chứ. Đang mấy quả này. Mười đi. Quay phim chụp tranh đấy. Và sau làm chén đi. Ra đi. Đó chính là tâm nghề. Nhưng mà khẩu này áp cái này. Thuận nó. Mày thấy nhạy nhá. Còn đi không? Không cần dùng chung đi, hết rồi dùng chung đi nhỉ. Mấy con khoảng 15 phút đi. Nói thịt lên chén dùng chung, không kêu đủ chén dùng chung được nè.